Trong hai ngày 29 và 30 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Tam Điệp. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thành phố và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, hoàn thành vượt mức 5 trên 5 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chủ đề cụ thể, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ, thành phố đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội với số tiền trên 9 tỷ đồng, vận động quyên góp trên 4,3 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 79 nhà đại đoàn kết trị giá 3,6 tỷ đồng. Nhân dân đã hiến hơn 10.000 m2 đất, đóng góp hơn 3.700 ngày công lao động, trị giá trên 25 tỷ đồng, làm mới hơn 3.550 mét đường giao thông, mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, nội đồng với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các mô hình, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, gắn với thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ động tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn như đường cao tốc Bắc Nam, tuyến đường Đông Tây, đảm bảo tiến độ. Công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền được thực hiện có hiệu quả, là cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc thành phố Tam Điệp đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động, trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận, tạo ra sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Tam Điệp giàu đẹp văn minh. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 47 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Bà Tạ Thị Pha tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 11. Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12.